ta sẽ cùng học bài tập đọc tuần 33, con chim chiến triện. Đây là hình ảnh con chim chiến triện, rất là nhỏ. Trong bài có từ lúa trổ bông và lúa thời kỳ bụng sữa. Chúng ta cần phải hiểu rõ lúa trổ bông là lúc gọi là còn gọi là lúc lúa trỗ đấy, lúa trỗ đấy, hay gọi là lúa trổ bông, và ngoài miền Bắc thường hay gọi là lúa trỗ. Thì khi đó là lúa bắt đầu nó ở trong gọi là trong đồng ấy, nó bung ra thành những cái như này đây, và nó còn có rất là nhiều cái phấn nó bám ở hạt này. Hạt này khi đó cái hạt thóc của nó đã hình thành hạt rồi, nhìn thấy vỏ hạt rồi, nhưng mà nó chưa có cái gì bên trong cả. Sau cái thời kỳ trổ bông thì đến thời kỳ bụng sữa. Thời kỳ bụng sữa là cái thời kỳ mà lúa nó đã có nhân bên trong, và cái nhân này nó chưa cứng như cái hạt gạo của mình bây giờ, mà nó vẫn còn mềm, và bên trong nó vẫn còn mềm, và nó có trắng trắng đục như là sữa, gọi là lúa thời kỳ bụng sữa, nó vẫn còn rất là mềm, và nó bên trong chứa chất bột, nó đang hình thành ở dạng lỏng như là sữa. Sau cái thời kỳ này thì hạt nó mới cứng lên, và bắt đầu nó mới già đi, và nó sẽ chín vàng, thì chúng ta mới gặt về. Chúng ta sang trả lời các câu hỏi của phần tìm hiểu bài. Một con chim chiến triện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào? Con chim chiến triện bay lượn trên cánh đồng lúa giữa một không gian rất cao và rất rộng. Hai, những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiến triện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng? Đó là những từ ngữ và hình ảnh. Bay vút vút cao, cao hoài, cao vợi, chim bay, chim sà, lúa tròn bụng sữa, cánh giật trời xanh, chim biến mất rồi, chỉ còn tiếng hót làm xanh ra trời, lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi. Rất là nhiều chi tiết về hình ảnh. Hãy tìm những câu thơ nói về tiếng hót của con chim chiến triện. Trong bài, các câu thơ nói về tiếng hót của con chim chiến triện đó là: khúc hót ngọt ngào, tiếng hót long lanh như cành sương chói, chim ơi chim nói chuyện chi chuyện chi. Tiếng ngọc trong veo, chim reo từng chuỗi, đồng quê chan chứa những lời chim ca, chỉ còn tiếng hót làm xanh ra trời. Câu 4. Tiếng hót của chim chiến triện gợi cho ta những cảm giác như thế nào? Tiếng hót của chim chiến triện gợi cho ta thấy cuộc sống, một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Gợi cho ta thấy một vùng quê trù phú, bình yên. Hoặc là gợi cho ta thấy cuộc sống tự do, hạnh phúc. Nó làm cho ta thêm yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Chúng ta có thể trả lời một trong ba ý này.
qua bức tranh bằng thơ của nhà thơ Huy Cận, em đã giúp em hình dung ra được điều gì? Qua bài thơ ta thấy được hình ảnh chim chiền chiện tự do bay lượn, ca hát giữa không gian cao rộng trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình, cho thấy sự ấm no hạnh phúc và tràn đầy tình yêu trong cuộc sống. Vậy thì qua bài học, em thấy những chú chim có đáng yêu, đáng quý hay không? Vậy thì chúng ta có cần bảo vệ chúng không? Đây là cái câu hỏi phần liên hệ. Vậy chúng ta thấy là chim là rất là đáng yêu, đáng quý đúng không? Và có ích. Vậy thì chúng ta cần làm gì để bảo vệ chúng? Chúng ta sẽ tự trả lời câu hỏi này nhé. Vậy là gì? Là không săn bắt này, không bắt chúng này đúng không? Rồi bảo vệ, chăm sóc.